À, mến chào các bạn, bữa nay là sáng thứ hai là 24 tháng 10. Ê, mình hái cái chín này, mình hái cái cặp này đi gửi qua cho bé Mai sinh nhật của nó bữa nay. À, quá chừng trái chín nè, cái cây đầu tiên nè. Sáng sớm rồi, bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng rồi đó. Cũng có nhiều trái to nó chín rồi, nó chín hùm hùm rồi, mấy cái trái nhỏ đèo thì để đó mình ăn. Vì nắng bên kia đồi đó là vẫn còn nắng, bên đồi đó là nó nắng nguyên một ngày luôn đó, thành ra đó là anh đi anh dự tính là sẽ đem ương một mớ thanh long đem qua bên đó trồng đó. Bạn thấy ba cái trái thanh long, ba cái nhánh đó, cái nụ đó là lên ba cái nụ đó thì là đều có nụ được hết, tại vì nó nằm ở bên cái giặt cái hướng nắng là cái trái nó sẽ chín, nó sẽ ngọt hơn. Giống như cái trái này đó thì nó hơi, nó có một mặt nắng một mặt không nắng, cho nên nó một mặt ngọt một mặt nó hơi lạt ha. Trái này thì nó được nguyên si là hưởng trọn nắng nè đó, thành ra đó mình coi mình nghiên cứu hổng rày mình nhìn mình thấy đó. À, cái bên Việt Nam đó thì trồng nó theo mình nghĩ là chắc trồng phân, cái phân xanh là cái phân hữu cơ, tức là cái phân người đó nó lên mới lên tốt rồi đó, chứ còn phân bò rồi nọ thì nó cũng không có tốt bằng gì đâu, theo cái quan sát của mình á. Lên trên đây đó là nó cũng được ba trái, ba cái bông đó, nó rất là to, nó nhằm ngay cái hướng mặt trời, thành ra mình không có nhặt cái nào hết, không có bỏ cái nào hết, mình để yên nguyên. Bên đây cái cây tím này của mình đó, thì nó được ba cái hoa, thế là mai mốt nó sẽ được ba trái đó. Mình không tưới, bữa nay là mình không có tưới, trời lạnh rồi mình tưới ít, tuần lễ mình tưới nó 2 lần thôi đó. Ngày hôm qua đó là nó trục trặc kỹ thuật đó, mình quay rồi một tiếng mấy đó mà không biết lý do tại sao, cái upload đó rồi chắc mình nó file nó đầy này nọ rồi cái mình delete lộn cái file đó, cho nên nó đi mất tút luôn. Đây nè, nguyên một cái bầy con này, bầy ông con này nó thụ phấn giùm mình đó, mình khỏi làm luôn. Hôm nọ đó làm chích vô, nó chích vô mặt mình một cục, vô cổ mình một cục, rồi cái tay trái của mình nó là nó sưng lên, nó nhức, nó khó chịu luôn, nó ngứa ngáy cơ. Mình cũng bị, anh Ly cũng bị luôn, cho nên là thôi giờ thôi để tụi con làm đi, không xin đầu hàng. Ngày hôm qua đó là mình đi làm thì mình cũng đi chùi hết mấy cái, lao hết mấy cái, mình nói là mấy con rầy nó bu với kiến bu đó, để chuẩn bị nó chín rồi mình hái chứ để coi nó ghẻ, nó gớm lắm, nó đang thui 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 lùi ở đó, nó có một trái chín đó. Cái gì đó nói đó thì mình trái này thì nhìn đây thì không thấy to, nhưng mà cái nhìn nghiêng nó thì ảnh to hơn, nhưng ở đây nó hơi khuất nắng chút xíu đó, nhưng mà ráng lại lại gần đó. Cái trái đó là nó không có một lần của nó là nó to vậy, nó trái đó là chắc cũng 2,5 pound á, nặng lắm. Cái bông thanh long này nó đẹp cũng không thua gì cùn hoa đó, các bạn thấy không, cũng to lớn nở đùng ra. Cái hoa bên này thì chiều nay mới nở đó, trên là hoa dưới cũng hoa, dưới này là cái cây càng thiên thần nè, mà này nó ở bên mình nó kêu là cái cây cà dược. Cây này á hoa thì đẹp lắm, hoa rất là nhiều, rất là đẹp, nó nở rồi đó, khi nó ra màu tím rồi mấy bạn. Nhưng mà cái vấn đề đó là con này á, nó cái sâu, con sâu của nó đó nó to bằng cái sâu gòn mà nó có một tấc á, mình sợ lắm. Hôm qua mình cũng lao đây nè, nó được đi được một cặp hai trái đó, ba trái đó cũng to, dạng đó là cũng bán được rồi, mình như chỉ có bán cho chị Chính mình với chị Hải với lại chị Sáu mình này nọ, tại anh Tuấn Thành anh ở xa quá. Cái đây cái trái này đậu, cái trái này mai mốt sẽ rất là to rồi, to ghê nó, bên này cũng to nhưng mà bên đó nó bị đầy, tí nữa mình phải bắt thang lên mình leo lên mình. Anh Quảng Thành anh ở xa quá chứ phải anh tới cái nhà đó. Ở nó hơi khuất cái đường đi của mình, nó trái cái nó trẹo cái đường đi lắm, thành ra một lần đi là cố tình đi lên trên anh thôi chứ mình không có đi ngang nhà anh đó.
Đó là vậy. Thì ráng hy vọng là ly rảnh rỗi rồi sửa nhà lại cho nó sạch sẽ tươm tất, rồi mời anh chị lên nhà mình chơi. Thì lúc đó đã sạch nhà sạch sẽ, anh lên lúc nào cũng được. Chứ mình sợ lên nhà dơ quá kỳ lắm, bất cỡ lắm. Đây, cái trái này là cái trái tím nè. Đó, cái trái này là nó cũng hơn 2 pound á mấy bạn, chứ không phải nó nhỏ ấy đâu. Tại vì cái thân nó mảnh mai, nhưng mà mấy bạn chăm bón nó đầy đủ thì trái cây cũng tốt đó. Đây cũng được trái tốt nè, nó một cặp đó. Cái này nó bị dướng cái lá này đó, mấy bạn nhìn đây, trái này cũng to lắm, trái này nó cũng 2 pound cái kilo á, trên trái dưới trái cũng 3 4 trái đó. Chưa thấy chưa, cái cây đó, cái hoa đó nó mới nở đó, nở chút xíu rồi nó cũng cúp lại thôi. Mấy cái hoa cúp lại này nó thì là nó đã thụ phấn xong rồi, nó đây cũng được mấy trái cũng to to. Kỳ này nó cái vườn sau nhà mình nó nhiều trái hơn phía trước, phía trước nó mới trồng sau này hơn, cũng được mấy trái. Cái màu tím này thì nó cũng tương đối đỡ đỡ. Dưới này đồng huynh đồng đế mấy cái nhánh hôm qua mình tỉa đó là anh chưa có hốt, để cho nó héo héo để cho nó không có lên, rồi anh bỏ trong mấy cái thùng để anh trồng làm cái rau, anh cưa mấy cái thùng nước mưa đó, mấy cái thùng mà nó lũng nó chảy chảy chút xíu đó. Quá trời ong ha. Cái này để làm cái thùng nuôi ong mật cũng được ha. Hôm qua là mình quay là cũng nhiều lắm, cũng đây nè, nguyên cái vườn chính đây nè. Để quay cho bà chị Chính coi, đây chị nói mình nói láo. Vụ chỉ tới, trời ơi, vụ tới cho thôi chứ đâu có vụ tới bắt làm gì đâu. Cây này nó có một trái thôi, nó chỉa lên trời chỉ thiên luôn á, cái làm như ớt chỉ thiên, cái này là thanh long chỉ thiên nè. Mà cái trái đó nó sẽ to đó mấy bạn. Bên kia là nó có một cái trái to đó. Hôm qua có, đúng ra nó có một trái nữa nhưng mà mình hái cái trái kia rồi, để cho cái cây nó hấp thụ chất dinh dưỡng để ngày mai mai mốt rồi nó ra thêm trái khác. Đó đó, không phải là một trái, nó cây này nó tới 3 trái, 3 4 trái lần đó. Xoay quanh cây này nè cho bạn xem nè, cái trái thanh long này nó to như con heo, nó to đùng luôn như con heo vậy đó. Nó đẹp thiệt chứ. Ở đây nó có một trái nữa nè, đó là trên nó có chị em nó trái bên kia nữa đó. Nó bụi này cũng được 4 trái, ngày hôm qua mình hái một trái to ở đây rồi. Cây này cây màu tím mà trái nó bình thường thôi. Hôm qua anh lên báo cáo là mất hết 2 con vịt sim, nhưng mà không hiểu lý do, thì có thể là bữa đó anh cho mở ra sớm rồi mình trưa đó mình bệnh bệnh đó, mình mệt mệt mình đi ngủ, mình không có xem tụi nó, không có coi chừng nó. Thường mình coi phim thì mình quay phim đó, thì mình cũng coi xem nó trông chừng nó cũng được một thời gian. Ở đây nó có 7 8 trái thanh long nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ mình thì mình nuôi nó thì mình thương, mình không có muốn bỏ ra thì mình phải ở dưới này, mà mình ở đây mình canh chừng được, chứ ảnh canh chừng ảnh cũng không có thấy nó nữa. Con chó sói nó là cái dân mà canh chân mồi thứ thứ dữ đây nè. Cái này cũng to ha, đó là nó chín vậy rồi, chỉ chừng 2 ngày nữa là nó chín thêm được chút xíu nữa. Thứ tư này nó mới hái được, mình nghĩ vậy. Đây nè, cái trái này cũng to nè, thanh long này cũng to do là cái nếu mà mình trồng á, cái cây thanh long này cái trụ nếu mà mình làm thấp xuống á, thì mình bị vấn đề là mấy con thỏ với con sóc á nó leo lên được nó ăn, cho nên mình phải trồng cao.
nó cao tới 1 thước 8 rồi nó mới vàng cái trụ này nè. Nè, này hai trái này nè, trái này tới cuối tuần nó mới chín rồi. Nó đỏ đỏ rồi chứ mình để cho nó chín 2 lần nó mới ngọt mấy bạn. Nó nở quá chừng bông ha. Nay đây nay là mùa thu nó nở vậy là nhiều rồi, lúc trước nó nở nhiều hơn á. Nhưng mà do bị mưa đó là nó mới thúi. Nó mới thúi hoa, nó không có đậu trái được nhiều. Cái mùa này nó sẽ đậu nhiều hơn. Mùa thu nhiều hơn mà trái nó ngọt hơn. Cây này được mười mấy trái mà nó chưa chín, nó 2 tuần nữa nó mới chín. Thì rồi tương đối nó tính là nó là 6 tuần lễ, nhưng mà tùy nhiệt độ ở Việt Nam 6 tuần là vì nhờ Việt Nam mình nó nóng cho nên nó ngọt lúc 6 tuần 1 tháng rưỡi đó, nhưng mà của mình là 45 ngày đó, mà mình bên đây là phải thêm 3 ngày nữa là 48 ngày lần đó. Cho nên nó mình thép lại mình coi rồi mình cộng từ nhân chia mình tính ngày là đủ hết đó. Có một cái trái thanh long này màu tím, hai trái, trái trên ngọn nè, cũng to nè, nó cũng còn đây, trái kia cũng to màu tím. Mình đợt này là thu hoạch là sẽ thu hoạch cái màu tím nhiều, màu trắng là có ít lắm, mà cái trái này, cái cây này là mùa kỳ tới đó là nó xong cái đợt trái này mình hái rồi nó sẽ nó ngày hôm qua mình có hái mấy trái, trái nó nhỏ nhỏ không, nó cây đó là nó 14 trái đó, mình có thử một trái mình ăn thử ngày hôm qua rồi mình mới hái á. Sáng sớm này đó thì mình đi cái vườn vườn thanh long ở phía dưới nhà mình, thì ở đây là thanh long thì nó cũng còn nó cái coi cái nụ đó đã chưa nở, chắc 2 ngày nữa, 2 3 ngày nữa nó mới nở. Cái cây đó là cây màu tím, mình nhìn cái lá thì mình biết cây thôi chứ còn thật ra không có ghi tên gì hết à. Đúng là mình muốn là trồng màu tím hết, là do anh Lê anh làm phỏng trái hết mấy cái cây màu tím của mình hết rồi, cho nên mình cũng có lâu lâu nó cũng có một bồn cái màu trắng không, tại vì nó không đủ thì mình phải dùng dùng vậy thôi. Mỗi bồn như vậy đó là nó năm 5 dây, 5 dây thanh long, 5 nhánh thanh long đó. Đây cũng được mấy cái cây xương rồng Bắc Tiên. Sáng sớm đi tập thể dục luôn. Đó. Mình ương sẵn một mớ cái dây cũ, đúng là đó không phải ương mà cái là cái dây cũ rồi mình nó có rễ sẵn hết rồi thì nó lên sẽ mạnh hơn, cho nên mình vẫn để y nguyên, nó có cần đâu thì mình nhét vào đó. Đó thì mình phân ra trắng tím vậy đó, là mình phân ra rõ ra hết cần thì lấy thôi. Đó rồi cái vàng đó thì mình trồng riêng kia, mình có điểm giấu rồi. Đó đây. Cái cây gấc này nè, cây gấc cái này nè, nó lên tới túi bên kia rồi. Coi coi nó đâm nhánh thì nó ra hoa luôn, tại vì cây này thì nó cũng lâu rồi. Đây cũng là dây gấc cái nữa. Lần hồi thì mình chuyển gấc dần dần xuống dưới đây. Đây là cái thanh long tím mà cái hoa trắng. Còn cái tím mà cái hoa tím là mình dời ra phía trước rồi, để cho nó có vàng rồi nó chắc nó tốt hơn là cái dưới này nó bò trên đất rồi mình sợ con gì ăn. Còn cái giống tím đó, giống tím mà hoa trắng á, là ở nhà mình có nhiều, thành ra mình không có sợ mất giống. Đây nó lên được, nó thấy cây này nó giống, có vẻ là giống cây bắp á, cây nó cây bắp, cây bo bo gì, cây bo bo gì đó. Bắp thì mình ăn, bo bo thì mình cho gà ăn. Đó, cái chỗ này là cái thanh long trắng nè, tại mình hết rồi thành ra mình mới giống như mình làm cái hàng rào cản cho cái dây thanh long tím, dây thanh long vàng đây nè. Ở đây cái dây bông nhỏ, hoa nhỏ này là thanh long vàng. Thanh long vàng này là thanh long da láng, da láng không có gai, lông ruột thì hột nhỏ,
Còn bên đây á, là lên quá trời mình sẽ cắt mấy cái tược đó để mình trồng. Cái dây này đó là cái dây thanh long á, mà nó có gai nhưng mà nó cái hột to đó, cái giống nguyên thủy của đó thì chị Hải chỉ cho, thì mình cứ cứ trồng như vậy đó, rồi mình lên rồi cái mình phân ra để chừng mà mình đem ra mình, cái này chỉ là cái ương giống lấy cái cây thôi, rồi mình sẽ trồng sau. Mình cái loại này á, là cái loại chỉ tháp, cái loại da láng nhau chỉ tháp với cây màu trắng đó, là để mình biết là để mình không có lấy cái cây từ cái rễ cái gốc thanh thanh cái kẹp chỉ tháp đâu đó, từ cái rễ cái cây từ đó là mình bỏ ra mình không có lấy đó. Mấy cây thương rồng bắc tiên mình trồng đây nó cũng bén bén hết rồi, giờ nó bắt đầu nó ra đơm hoa nè. Cây này bắt đầu đơm hoa ra nhiều rồi, nó ra nụ ra tương ra nhiều rồi, nó bén rồi, thấy nó xanh ấy nó tốt rồi là lên rồi, tôi cũng mừng rồi, tưởng là nó đỡ. Cái lá thiệt là to, nó đâm cây con quá chừng luôn, lên nhánh con quá chừng luôn, ở đây cũng lên quá chừng nhánh con luôn. Nó hoa là cây này là cây giống cây nhà mình này. Cây này là cây nhà mình ươm con lên, ở đây cũng là cây của nhà mình ươm con lên đó, cây này mới là cái cây mua nè, cây này cũng là cây mua, nó khác cái hoa của nhà mình. Màu nó tẻ ra bao bốn con quá chừng đông luôn đó, cái cây đó là mình cũng phải tẻ ra, nhưng mà giờ chưa có thì giờ, bữa nay mình phải đi làm. À, phải ráng tranh thủ trước cái một còn tuần lễ nữa thôi. Lẹ lên lẹ lên. Bạn thấy không? Nắng trời chói lòa ra, nắng sáng nắng bình minh nè. Đó, nó đông đưa cái cây hoa thanh long, nó bao nhiêu cái cây đó là cái cây màu tím mà nó đẹp của mình. Đó, mốt mình sẽ tỉa lại cho nó lên thành cái vòng thành cái nấm luôn. Đó. Cho các bạn xem sơ nha. Nắng lên thì cái thanh long này, cái trái này nó đỏ ửng hơn. Nhưng mà nó vẫn chưa chín đâu, gần 2 ngày nữa thứ tư này nó mới chín, cho cái tay đó nó vàng chút rồi mình mới ăn, chứ mình nó xanh xanh vậy là mình sợ lắm, không dám ăn là bị chê nữa, thành ra thà để cho nó chín cây vậy nó ngọt hơn chắc chắn. Ảnh cưa cái thùng này để làm một cái chậu đất này nè, phải đi xúc đất phụ ảnh một thùng, làm thùng trồng sen. Rồi bên kia thùng sen nữa. Rồi đó, 2 thùng đất, 1-2 thùng trồng cây, 1 thùng sen. 24 tháng 10 rồi, gần tuần lễ mà cái bông này nó chưa nở. Không lẽ mua cái ông bông về thụt cho nó. Thổi cho nó, thổi cái ông bông như cái bong bóng cho nó mau lớn lên. Ức thiệt á, chờ gần chết rồi nó cứ nó ra bông thôi mà nó ra lá ra hoa thôi mà nó ra nụ thôi mà chưa thèm nở. Cái bông đực nó tàn rồi mà cái bông đực này nó cũng cùi, nó cũng chưa ấy, chắc là phải bỏ thêm phân nữa, đã chế vô cái phân nước rồi, cái compost của mình đó. À, xin kết thúc cái clip ở đây hôm nay, là tại vì giờ mình còn phải đi xúc cát, xúc đất phụ ảnh nữa. À, đây cái vườn cát của mình nó cũng chỉ còn có bốn trái gất thôi đó. Trái này là cái trái thứ nhì của mình, to thứ nhì của mình. Trái thứ nhất nó nằm trên cánh cửa rồi, không có thấy. Rồi thôi, thì mình hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Rồi chúc một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc nha. Bye bye các bạn.